Rồi chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục mình review con sò nhá, sò điệp. Sò điệp này chúng ta sẽ nướng phô mai nha các bạn. Phô mai ngon ngon. Thì chúng ta không nướng trong nhà, chúng ta sẽ đem ra ngoài nướng ha. Đúng. Chào các bạn nha, hôm nay mình ăn sò đây. Sò điệp nướng phô mai đó. Sò điệp nướng phô mai đó. Mời cả nhà nha. Nhấn chuông và đăng ký nha. Mình ăn cái này, con này trước này không có gì trước. Để đâu? Con làm cái phô mai ra ngoài hết rồi. Con bốc cái phô mai nữa rồi. Đã xong. Đây. Một tô cho má. Bây giờ đã hết rồi các bạn. Bây giờ mình xin kết thúc ở đây nhé. Bye bye các bạn. Bye bye.